Nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha. Hôm nay Xem về xã Cẩm Sơn của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất chủ cắt ra bán cho mình là 1.000 mét vuông nha anh chị. Trước tiên để Xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra đường Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn. Ngay đó có chợ và trường học và có đầy đủ những tiện ích khác nha anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới vị trí đó tầm khoảng 1,5 km là tới à. Và ở đây có điện, nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn nha. Đó anh chị thấy cột điện của nhà nước đó ha. Đó, và con đường này ngay chỗ này có một cái ngã ba đường luôn. Đó, còn đây là phía cột điện anh chị vừa nhìn đó. Còn hướng ngược lại, đây là con đường thông. Anh chị có thể đi thông ra đường tỉnh lộ 864 luôn nha. Nó còn đường mình thì xe ô tô mình có thể vào tới được luôn. Hiện tại là đường mình đường đá xanh. Nhưng mà thời gian nữa nhà nước mới đổ đanh nha. Có bản dự án luôn đó nha anh chị. Còn cái vị trí đất mình em giới thiệu cho anh chị hôm nay là chủ cắt ra bán á. Tính ra cái bề ngang của nó khoảng gần 20 mét. Và mình có cái chiều sâu vào là 51 mét. Tổng diện tích mà chủ cắt ra ước tính là khoảng 1.000 mét vuông. Đó là tới cái đoạn này nha anh chị. Và cũng đây là cái hướng em xây về mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây Nam. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 46 phút, khoảng cách là 33 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 46 phút, khoảng cách là 32 km luôn. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 32 phút, khoảng cách là 81 km. Vừa rồi là em lên cái định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Xem cái khoảng cách ha. Còn để bây giờ xem sẽ đi vòng ra phía bên này rồi xem sẽ tiến vào phía bên trong cái mảnh đất mình cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Nó mình tầm 20 mét là tới khoảng đó đó nha anh chị. Mảnh này tới 2.000 mấy lận nhưng mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình khoảng 20 mét, gần 20 mét nha. Và cái chiều sâu vào là 51 mét. Chủ cắt ra bán cho mình 1.000 mét vuông á. Trong cái thửa đất mình có 300 mét vuông thổ cư nhưng mà chủ sẽ chia lại cho anh chị mình là 100 mét vuông thổ cư. Như vậy là trong cái mảnh đất mình chủ cắt ra 1.000 mét vuông thì mình có 100 mét vuông thổ cư nha. Hiện tại chủ đang kêu giá cái mảnh này là 1.150.000.000 cho 1.000 mét vuông. Mà chủ cũng sẽ cắt ra bán cho mình là 1.000 mét vuông à. Trong đất mình hiện trạng là đang trồng sầu riêng. Loại sầu riêng là ghi 6 nha anh chị. Còn bao nhiêu gốc do cắt ra thì cũng không có tính được. Nhưng mà nếu mà 1.000 mét vuông thì tầm khoảng mười mấy 20 gốc anh chị. Đó em bước vào ngay cái vị trí bên trong mà chủ sẽ cắt cái lối hàng sầu riêng đó là của bên cắt bán luôn nha anh chị. Đó là của bên mình luôn á. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái mảnh vườn sầu riêng này thì anh chị có thể liên hệ cho Xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp anh chị chủ đất để nói chuyện thêm về giá cả luôn nha anh chị. Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo Xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Có anh chị nào thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể mua nha. Nhưng mà trong đất mình thì có một ngôi mộ. Đó anh chị thấy ngôi mộ đó ha.
Nhưng mà ngôi mộ này chủ nói là tới Thanh Minh, chủ sẽ dời qua bên kia nha anh chị. Thanh Minh là khoảng tầm tháng 2, tháng 3, tháng 3 á anh chị ơi. Tháng 3 năm sau ạ. Đó, đây là ngôi mộ đây. Chỉ có ngôi mộ này nha anh chị, còn trong đất mình không còn ngôi mộ nào hết. Và xung quanh đây thì cũng không có luôn. Cái địa chỉ của mình là xã Cẩm Sơn của huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cái đường đá xanh của mình là xe ô tô, mình có thể vào đất được luôn nha. Sau này nếu đổ đan thì mình chạy vào thoải mái rồi. Còn bây giờ hiện tại là đang là đường đá xanh. Nói giờ để em đi sâu vào cái ranh giới phía bên dưới cuối đất mình luôn. Là cái chiều sâu là 51m đó. Đó anh chị thấy không, sầu riêng cũng còn rất tốt luôn. Sầu riêng này tầm khoảng có cây thì 6 năm tuổi, có cây thì tới 8 năm tuổi là anh chị. Nó mình đi tới cái ranh này là hết nha anh chị. Phía dưới mình có cái con đường nước để thoát nước luôn đó. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất mà chủ cắt ra bán cho mình 1.000m2 thì anh chị cũng thể kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình. Xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem. Rồi anh chị thấy được thì anh chị có thể về xem thực tế và thấy ok thì anh chị mua nha. Nói xung quanh đây thì khu dân cư cũng đông đúc anh chị. Nó mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà ở. Nó còn đây là bên cái hồi trước chủ có nuôi heo hay gì nè. Đất mình thì cao ráo sạch đẹp nha anh chị. Rất là cao luôn. Mấy cái ao thì rất nhỏ. Sau này anh chị về cất nhà thì anh chị bơm cát cũng không có bao nhiêu cát. Đó mình đi dài lên. Giờ em qua cái clip bên đây là em đang đi lên về phía mặt tiền của đất mình tiếp đó nha. Chủ cắt ra ước tính là khoảng 20m. Và chiều sâu vào là 51m. Tổng diện tích là khoảng 1.000m2. Giá là 1.150.000.000 cho 1.000m2. Nếu như chị nào thấy phù hợp thì có thể alo cho xem nha. Theo số điện thoại trên màn hình luôn. Còn sầu riêng mình là về cái mình để bông rồi cho trái là anh chị có thể hưởng quyền lợi được liền luôn. Nó những cây này còn rất tốt luôn anh chị nhìn thấy không? Cái lá nó mướt rượt luôn nè. Đó, những cây sầu riêng rất tốt. Đặc biệt là mình có 100m2 thổ cư luôn nha anh chị. Rồi nếu như anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh vườn đường ô tô 1.000m2 để gì mình cất nhà ở hay gì đó ha, thì liên hệ cho xem nha. Rồi xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất, rồi gặp chủ đất luôn. Có thể nói chuyện thêm gì giá cả luôn anh chị ơi. Giá là 1.150.000.000 cho 1.000m2 mà chủ cũng cắt ra bán 1.000m2 à. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ha. Em xin chào anh chị.